USP nó sẽ có 3 vòng tròn như thế này. Vòng tròn thứ nhất là cái điều khách hàng cần, mình xem ở trên thị trường điều khách hàng cần là gì. Cái điều thứ hai đó là cái lĩnh vực mà mình làm tốt. Điều thứ ba là lĩnh vực mà đối thủ cạnh tranh của chúng ta làm tốt. Cái này là cái mà chúng ta nghiên cứu đối thủ cạnh tranh đây. Mình xem cái thị trường mà chúng ta đang quan tâm kìa. Cái điều khách hàng cần ở trên thị trường là gì? Và cái điều mà khách hàng chúng ta làm tốt là gì? Và cái điều bản thân chúng ta làm tốt là gì? Và đối thủ cạnh tranh của chúng ta làm tốt. Thì nếu mà hai cái này, cái điều mà khách hàng cần mà giao với cái lĩnh vực mà ta làm tốt mà đối thủ nó không biết làm, thì nó làm cùi bắp, nó làm dởm. Mình cứ dấn thân là mình đào sâu vô điểm đó, mình đào sâu vô, mình làm mạnh điểm đó. Còn cái điểm nào mà thằng đối thủ làm tốt mà là điều khách hàng cần mà cái điều đó yếu, né ra, không có chơi, né ra hả, né ngay vào luôn, tức là chúng ta sẽ không phát huy cái chỗ đó. Bởi vì mà chúng ta phát huy cái chỗ đó là bị đập dập luôn, bởi vì cái điểm đó là chúng ta yếu mà. Còn nếu mà cái điểm mà khách hàng cần chúng ta làm tốt mà đối thủ cạnh tranh cũng làm tốt thì như thế nào, cũng né ra luôn. Mình chơi chung ấy là nó tạo ra cạnh tranh mà mình gọi là tự giết nhau luôn, cứ hạ giá hạ giá hạ giá chẳng hạn, là chỉ có khách hàng được lợi thôi. Hoặc là mình cứ nhào vô mình đấu 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 để mình giành vị trí số 1 chỗ đấy ấy, là cũng sẽ mình chỉ thiệt thòi thôi. Nên là mình xem ra thị trường, quan sát đối thủ cạnh tranh, những người xung quanh đang bán, những người xung quanh họ đang bán rất là nhiều sản phẩm về sức khỏe của họ, xem tự họ đã làm tốt điều gì, mình làm tốt điều gì, khách hàng của chúng ta cần gì, phát huy điểm mạnh của chúng ta thay vì cứ nhìn vào cái điểm điểm yếu và cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh. Hình dung được không cả nhà? Cái đó là điều đầu tiên trong USP. Mình sẽ tự suy nghĩ về bản thân mình luôn. USP là một cái điều quan trọng trước khi mà mình xác định là ai ở trên thị trường này, để mà mình tận dụng tất cả những cái gì mình có để mình làm, biết đâu là đúng, đâu là cái nên làm, cái nào không nên làm. Cái này gọi là truyền thông điệp. Thông điệp số 1, USP. Tức là cái này ngoài cái việc mình phải làm tốt ra, mình phải truyền cho khách hàng biết, nhìn cái mặt mình là sẽ hình dung được nó mạnh cái chỗ nào, nó đang nói, nó đang giúp mình cái điều gì, nó nghĩ tới mình là nó nghĩ tới điều gì. Ví dụ Tiki giao nhanh, đương nhiên là những cái khác về chất lượng này nọ nó cũng 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 đề cập tới rồi, họ cũng sẽ nâng cao cái điều đó rồi. Nhưng mà nếu mà nó giao nhanh đấy thì nếu mà nó quan tâm tới chất lượng này nọ thì Shopee hay là Lazada mấy kia cũng 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 có mà. Nên họ tập trung vào một cái thông điệp đó là giao nhanh, cứ giao nhanh đi, họ tìm mọi cách để họ có USP và họ đi đầu trong cái chuyện giao nhanh. Cái thông điệp của họ truyền đó là giao nhanh. Nếu mà mình thí dụ như mọi người nhớ không, ví dụ như có những cái tiệm pizza ấy mà nó giao tận nhà, có thương hiệu này nọ. Bây giờ bản thân mình nha, mình nhìn vào bản thân rồi mình nhìn về cá nhân thôi, thì mình xem thử là nhìn vào mặt mình thì mình muốn truyền thông điệp tới cái khách hàng của mình là gì. Ví dụ Hường cũng bán My Daily Choice, và rất là nhiều người xung quanh họ cũng bán My Daily Choice. Trên thị trường Việt Nam mình cũng rất là nhiều người đang bán My Daily Choice ấy. Nhưng mà họ nhìn mình thì họ sẽ nghĩ tới cái khác, họ không nghĩ tới là về chất lượng của My Daily Choice, về sức khỏe. Và họ nhìn về nhau, họ nhìn mình họ thấy tiền đúng không, họ thấy là affiliate marketing, họ sẽ thấy về affiliate marketing. Bởi vì đó là cái điểm mạnh của mình mà, mình không thể nào mà mình đứng lên mình làm cái video mình chia sẻ về 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 cái sản phẩm My Daily Choice này nó sẽ giúp cho mình tăng cường sức khỏe, giảm cân một cách hiệu quả và an toàn nhất, giúp cho mình chữa bệnh mất ngủ, hay là khai thông não bộ, giúp cho não bộ chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn chẳng hạn. Và giống như kiểu những cái dinh dưỡng cho chúng ta tỉnh táo hơn. Mình không thể nói như thế được. Hường nói vậy Hường cảm thấy gì đó là sai sai, nó không phải là mình. Mình cứ làm như vậy là mấy thằng bên ngoài nó đập dập, tức là mấy người mà chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe ấy, họ sẽ chắc chắn là họ sẽ làm tốt hơn mình rồi, không thể nào bán theo kiểu đó được. Thì mình ok, mình điểm mạnh của mình là affiliate marketing, để kiếm tiền ở affiliate marketing thì mình sẽ nhấn vào điểm đó. Còn mọi người nhìn vào bản thân mình đi, mà xem thử là mình, thông điệp của mình muốn truyền cho khách hàng của mình là thông điệp nào, xem thử thông điệp xung quanh khách hàng nhìn mình là một cái money coach, là hoặc là một người chăm sóc về coach về sức khỏe, hay là coach về về công việc, hay coach về tiền bạc, coach về affiliate marketing gì đó.
chúng ta suy nghĩ về bản thân mình. Và đương nhiên chúng ta chưa có rồi. Đương nhiên chúng ta chưa có cái điều đó rồi, nhưng mà phải như thế nào? Be to have. Chúng ta phải phải đặt mình trở thành chuyên gia ở trong cái chỗ đó trước, rồi chúng ta mới có. Chúng ta phải đặt mình, phải khẳng định với chính bản thân mình, khẳng định với nhiều người nữa, nói, nghe, suy nghĩ, đặt cảm xúc vào cái thông điệp mà mình muốn trở thành ấy, thì mới làm được. Như vậy cái USP mọi người phải tự xem là mình có một cái điểm mạnh nào, mình phải phát huy cái điểm mạnh đó, mình kết nối xem thử nó có bất kỳ điểm mạnh nào cũng được. Không cần phải để cái tâm trí mình quá hẹp đâu, cho trí tưởng tượng bay xa. Và chúng ta coi thử random ra, liệt kê tất cả sạch xanh xanh, coi thử mình có những điểm mạnh gì, mình có thể kết hợp được công việc này hay không. Tìm một cách để kết hợp, mình kết nối cái mạng ghép lại với nhau, kết nối đúng mạng ghép thì sẽ ok thôi. Giống như kiểu mình đang chơi trò xếp hình, chơi ghép hình ấy. Mình ghép đúng thì mình sẽ làm ok thôi. Cũng ai cũng sẽ có những cái mạng ghép riêng mình, nhưng mà mình để ghép đúng thì mình sẽ ok. Nhớ nhấn vào nút subscribe, nhấn hình quả chuông bên dưới để nhận video chia sẻ mới nhất và không bỏ sót video nào nhé các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.